Please, please. Leak alone. I'll give you free cats and dogs. Leak alone. Xây cái chuồng. Nhốt tụi nó lại cho bỏ thùng xốp. Hey, why you hit me? Please, I'm back, please. Đủ hai người luôn. Vô team hả? Vô team hay sao? Team. Chơi với tụi nó không ăn hả? Chơi. Nhưng mà vô team của mình nha. Gái, có gái. Lấy tạm đi đâu vậy? Nè, tối nè. Hả? Nó lấy tạo đi đâu kìa? Lát mình kích nó ra cái, nó mình tụng sổ mình kích nó ra thì nó đâu có được xài tàu mình đâu. Nó lấy tàu vậy nè. Ê, nó cho mình kìa. Nó cho mình kìa. Nó chạy đâu em? Quá bắt nó luôn anh. Em kích nó ra rồi, nó không được khoảng lợi hả? Thuyền mình được nữa không? Gì đây? Nó làm gì nữa đây? Accept man. Move. Don't do that again. Nope. Em kích hai này ra đi, nhốt con này lại, này nó trong nhà phải không? Nó rồi. Dụ vô đây nhốt lại. Bắt công nè. Dụ đây nhốt lại bắt công đó. Nè, chuẩn bị kích đây nha, Yo, what is going on guys? This is your boy Killer Kim Snap. Sao em giờ làm gì hay này đây? Giờ làm gì hay này đây? Nãy nó su mê tồn gót của mình. Cho thằng ra rồi kích rồi. Bắt nhỏ gái là đứa nào? Đứa nào là nhỏ gái? Rồi rồi, 53 đúng không? Để cho thằng A. Bây giờ cho thằng A Aaron, vũ Aaron ra giữ con này lại. Bắt nó đi, bắt cóc nó. English, please. Are you African? Aaron, follow me. Anh với em phải làm sao cho cái thằng 41 này nó ra khỏi tàu rồi. Anh với em bắt cóc cái con nhỏ này nè. Bây giờ mình đập xỉu thằng cái bắt kia lại gì đâu. Hai đứa nó đi chung với nhau mà nó đập mình sao? Đúng không? Bây giờ mình phải dụ thằng này ra. Chết đó. Bắt ai? Bắt nhỏ gái, bắt nhỏ cấp 53 nè. Còn cái thằng 41 phải dụ ra khỏi tàu. Bắt lòng đứa rồi. Nó chết rồi, nó xẻo không? Bắt này đi. Em ở đây. Fan nữa mày, đập mày luôn. Fan nữa, đập nó, nhỏ nó mày. Đập nó em. Fan nữa. Chết bạn xỉu rồi em ơi. Em tỉnh chưa? Bắt nó vô thùng xốp đi, giữ thằng kia lại. Em giữ thằng kia lại, thằng này trên thuyền á. Bắt lại. Đập nó. À đúng rồi, hay quá. Rồi. Lấy đổ lại. Lấy mình đi đen đi, bắt hai đứa luôn. Đừng đập nhiều nó chết á. Sorry Kelon nè. Lấy bình đi đen trên người kia. Trên người kia bình có bình đen. Thằng này nó xỉu. Thằng này xỉu lâu lắm. Kéo nó về. Lôi nó về. Nè anh có bình đen nè. Cho mày ăn xỉu. Mày xỉu tới ngày mai luôn nè.
Đi báo lên. Cái thuyền hả? Nhốt lại, nhốt lại. Thằng cái thuyền. Đứa nào là con gái? Con gái là cái đứa anh đang lôi lên nè. Rồi. Giờ em đi hái bên đen vô đây, hái bên đen này rồi rồi tính. Hái về đây. Chơi nó. Tìm cái lên. Cúp đồ của bố mà tìm tìm. Mày hai em. Tìm hả? Xây cái chuồng nhốt. Xây cái chuồng. Nhốt tụi nó lại. Cho bỏ thùng xốp, cho bỏ thùng xốp. Hello. Im. Right. Please, please. Leave alone. Give me free cats and dogs. Leave alone. Leave. You want a dog? If you give a dog. Bỏ thùng xốp. Có lòng mày. Cho nó vô anh ơi. Cho nó vô. Nhốt lại, nhốt em. Kích ra khỏi TV không? Kích ra khỏi TV. Kích ra khỏi TV. Kích rồi, em kích rồi, em kích rồi. Rồi, giờ nó tỉnh là nó tỉnh là nó chổng không? Ê, thằng lồng ấy. Hai lồng hả? Nó tự nó mở được đúng không? Nó không mở được đúng không? Ngon. Đây. Mua. Thùng xốp rồi. Hai thùng xốp. It's a bird space. It's a bird. Chỗ à? Chỗ. Chỗ gì? Chỗ mày. Chỗ nè. Chu đồ của bố hả? Help, get lost. Con nào? Con gái là bên nào? Con gái là con bên nào? Nhỏ gái là nhỏ bên nào? Con bên trái đây nè. Rồi, này, này, cabin, này, gái nè, nhỏ gái này, nhỏ này, gái này.